Người Indonesia, Malaysia nói Việt Nam là nước cộng sản độc đáo nhất thế giới, không có nước thứ hai. Xin chào các bạn thân thiết của Vietnam Stronger. Các bạn thân mến, hãy tưởng tượng hệ thống giáo dục của một nước dân chủ như Indonesia bị một nước cộng sản như Việt Nam đánh bại. Hơi mỉa mai, nhất là khi từ trước tới nay Indonesia vẫn coi cộng sản là kẻ thù của nhà nước. Nhưng thực tế hiện tại cho thấy chính sự lạm dụng dân chủ mới là mầm mống của sự thù địch vào thời điểm này chứ không phải cộng sản. Xem kìa, Việt Nam là một nước cộng sản ở một tầm rất khác, không nghèo nàn và thảm hại như những gì thế giới định kiến về nước họ. Và đây là hai trong số nhiều bình luận mà người Indonesia, Malaysia để lại dưới một video với tiêu đề Hệ thống giáo dục tiên tiến của Việt Nam, cách đối xử nhân văn với giáo viên vượt qua Mỹ và châu Âu của anh chàng người Malaysia. Sau khi xem video, nhiều người còn nhanh nhảy kháo nhau tìm hiểu lý do rằng điều gì đã khiến Việt Nam trở thành một nước cộng sản độc đáo nhất và làm thế nào mô hình phát triển của Việt Nam có thể trở thành nguồn cảm hứng cho các quốc gia khác. Mời các bạn hãy cùng mình đón xem video ngay sau đây nhé! Như các bạn cũng biết, Việt Nam có một lịch sử dài và phong phú, bắt đầu từ thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, dẫn đến việc thống nhất đất nước vào năm 1975. Sự thống nhất này không chỉ mang lại hòa bình mà còn đặt nền tảng cho những cải cách cần thiết trong chính trị và kinh tế. Trong những năm 1980, Việt Nam đã khởi xướng chính sách đổi mới, một bước ngoặt quan trọng. Thay vì áp dụng mô hình kinh tế tập trung truyền thống, Việt Nam đã chấp nhận các yếu tố của nền kinh tế thị trường, cho phép khu vực tư nhân phát triển và thu hút đầu tư nước ngoài. Điều này đã giúp Việt Nam tạo ra những bước tiến vượt bậc về kinh tế, bất chấp tình hình chính trị phức tạp. Mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tạo ra một mô hình phát triển độc lập, kết hợp giữa nguyên tắc thị trường và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Điều này đã giúp Việt Nam đạt được mức tăng trưởng kinh tế ấn tượng, trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất Đông Nam Á. Chính sách kinh tế của Việt Nam nhấn mạnh vào sự phát triển bền vững và công bằng xã hội. Nhà nước đã có những biện pháp để giảm thiểu khoảng cách giàu nghèo, đảm bảo rằng mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận dịch vụ và cơ bản như y tế và giáo dục. Điều này đã tạo ra một xã hội ổn định và hòa bình, nơi người dân có thể làm việc và cống hiến cho đất nước. Theo nam YouTuber chia sẻ, giáo dục là một trong những ưu tiên hàng đầu của Việt Nam và điều này đã tạo ra sự khác biệt lớn trong phát triển nguồn nhân lực. Hệ thống giáo dục Việt Nam từ giáo dục mầm non đến đại học được xây dựng với nhiều cải cách nhằm nâng cao chất lượng. Kết quả của các bài kiểm tra quốc tế như PISA cho thấy học sinh Việt Nam có thành tích vượt trội, đặc biệt trong các môn toán và khoa học. Chất lượng giáo dục ở Việt Nam được đánh giá là đồng đều, không có sự chênh lệch lớn giữa các trường công lập và trường tư. Chính phủ đã đầu tư việc đào tạo giáo viên, cung cấp các chương trình bồi dưỡng chuyên môn và thuyên chuyển giáo viên đến các vùng khó khăn. Điều này không chỉ giúp nâng cao chất lượng giảng dạy mà còn đảm bảo rằng học sinh ở những khu vực khó khăn cũng có cơ hội học tập tốt. Ngoài ra, sự hợp tác giữa nhà trường, chính phủ và cộng đồng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Nhiều chương trình đào tạo nghề và giáo dục kỹ thuật được đẩy mạnh, giúp học sinh có thể dễ dàng tiếp cận việc làm sau khi ra trường. Và đây là một điểm mạnh mà nhiều nước trong khu vực có thể học hỏi từ Việt Nam. Văn hóa Việt Nam với sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại tạo ra một bản sắc riêng biệt cho đất nước. Dù là một quốc gia cộng sản, Việt Nam vẫn giữ được nhiều giá trị văn hóa truyền thống. Các lễ hội, phong tục tập quán và nghệ thuật truyền thống được gìn giữ và phát triển mạnh mẽ. Người dân Việt Nam nổi tiếng với tinh thần làm việc chăm chỉ và khả năng thích ứng cao. Sự đoàn kết trong cộng đồng cũng góp phần tạo nên một xã hội vững mạnh, nơi mọi người sẵn sàng hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống. Tinh thần khởi nghiệp đang gia tăng, đặc biệt là trong giới trẻ khi nhiều người tìm kiếm cơ hội để khởi nghiệp và phát triển sự nghiệp. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã có những bước tiến lớn trong việc xây dựng quan hệ quốc tế. Nước này đã chủ động tham gia vào nhiều tổ chức quốc tế và khu vực như ASEAN, APEC và WTO. Sự tham gia này không chỉ giúp Việt Nam mở rộng quan hệ ngoại giao mà còn tạo ra nhiều cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại với các quốc gia khác. Chính sách đối ngoại của Việt Nam được xây dựng trên nguyên tắc độc lập, tự chủ và đa phương. Việt Nam đã duy trì mối quan hệ tốt đẹp với nhiều quốc gia, từ các cường quốc như Mỹ, Trung Quốc đến các nước trong khu vực Đông Nam Á, giúp Việt Nam nâng cao vị thế quốc tế, tạo ra môi trường thuận lợi cho việc phát triển kinh tế. Việt Nam cũng đã khẳng định vai trò của mình trong việc đảm bảo an ninh khu vực. Với vị trí chiến lược ở Đông Nam Á, Việt Nam thường xuyên tham gia vào các hoạt động hợp tác an ninh và quốc phòng, góp phần duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Mô hình này không chỉ giúp Việt Nam bảo vệ lợi ích quốc gia mà còn thể hiện trách nhiệm của mình đối với khu vực. Người Indonesia qua các thảo luận và bình luận trên mạng xã hội đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với thành tựu của Việt Nam trong giáo dục và phát triển kinh tế. Họ thường nhấn mạnh rằng Việt Nam đã tìm ra công thức thành công cho sự phát triển bền vững, điều mà Indonesia và nhiều quốc gia khác có thể học hỏi. Mối quan tâm của Indonesia đối với Việt Nam đến từ thành tích kinh tế, từ cách mà Việt Nam xây dựng và duy trì sự ổn định xã hội. Trong khi Indonesia vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức về giáo dục, tham nhũng và bất bình đẳng xã hội, Việt Nam đã cho thấy một hướng đi khác. Sự chú trọng vào giáo dục và phát triển nguồn nhân lực đã giúp Việt Nam tạo ra một lực lượng lao động chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường. Sự thành công của Việt Nam trong việc phát triển kinh tế cũng tạo ra động lực cho Indonesia. Nhiều người dân Indonesia cảm thấy áp lực trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của đất nước mình, đặc biệt là khi Việt Nam đang ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong khu vực.
họ nhận ra rằng cải cách giáo dục và phát triển bền vững là chìa khóa cho sự thịnh vượng trong tương lai. Hệ thống giáo dục của Việt Nam đã trở thành một trong những điểm mạnh nhất của đất nước này. Sự đầu tư vào giáo dục không chỉ giúp nâng cao chất lượng đào tạo mà còn giúp giảm thiểu sự chênh lệch trong cơ hội tiếp cận giáo dục giữa các vùng miền. Điều này rất quan trọng cho việc đào tạo một xã hội công bằng, nơi mọi người đều có cơ hội phát triển. Trong khi đó, hệ thống giáo dục ở Indonesia thường bị chỉ trích vì sự chênh lệch lớn giữa các trường học, đặc biệt là giữa các vùng nông thôn và thành phố. Việc nhiều học sinh không có cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng đã dẫn đến tình trạng phát triển không đồng đều. Sự chú trọng vào giáo dục ở Việt Nam cùng với những cải cách mạnh mẽ đã tạo ra một mô hình mà Indonesia có thể tham khảo. Việt Nam và Indonesia đều là hai quốc gia có tiềm năng lớn trong khu vực Đông Nam Á, nhưng cách thức phát triển và tiếp cận vấn đề là khác nhau. Sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam đã tạo ra sự cạnh tranh trong nhiều lĩnh vực, từ kinh tế đến giáo dục. Tuy nhiên, cạnh tranh không nhất thiết phải là điều tiêu cực. Cả hai quốc gia đều có thể học hỏi lẫn nhau và hợp tác để cùng phát triển. Việc xây dựng các chương trình hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, công nghệ và kinh tế có thể mang lại lợi ích cho cả hai bên. Indonesia có thể xem Việt Nam là một hình mẫu trong việc phát triển giáo dục và nguồn nhân lực. Những chính sách và chương trình mà Việt Nam đã thực hiện có thể giúp Indonesia cải cách hệ thống giáo dục của mình, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo và tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao. Điều này không chỉ có lợi cho cả hai nước mà còn góp phần ổn định và phát triển khu vực Đông Nam Á. Dù đã đạt được nhiều thành tựu, Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình phát triển. Sự chuyển mình mạnh mẽ của nền kinh tế có thể tạo ra những vấn đề như ô nhiễm môi trường, tình trạng đô thị hóa quá nhanh và khoảng cách giàu nghèo vẫn còn hiện hữu. Việc duy trì tốc độ phát triển và đảm bảo sự bền vững sẽ là bài toán không dễ dàng. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm và khả năng thích ứng của người dân, Việt Nam hoàn toàn có thể vượt qua những khó khăn này. Việc tiếp tục cải cách giáo dục và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực sẽ là chìa khóa cho sự thành công trong tương lai. Việt Nam cần tập trung vào việc phát triển kỹ năng mềm và khả năng tư duy phản biện cho học sinh, để họ có thể tự tin tham gia vào thị trường lao động toàn cầu. Sự thán phục của người Indonesia đối với Việt Nam không chỉ dừng lại ở những thành tựu kinh tế hay giáo dục, mà còn ở một mô hình phát triển toàn diện. Việt Nam đã chứng minh rằng một nước cộng sản có thể phát triển mạnh mẽ, đồng thời duy trì bản sắc văn hóa và xã hội riêng. Mô hình phát triển độc đáo của Việt Nam là nguồn cảm hứng cho các quốc gia trong khu vực mà còn cho toàn thế giới. Sự thành công của Việt Nam có thể trở thành một động lực cho nhiều nước đang phát triển, cho thấy rằng với sự quyết tâm và chính sách đúng đắn, mọi quốc gia đều có thể đạt được thành tựu lớn trong quá trình phát triển. Hy vọng rằng Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy những điểm mạnh của mình và trở thành một hình mẫu cho sự phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu. Sự hợp tác và học hỏi lẫn nhau giữa các quốc gia sẽ là nền tảng cho sự phát triển trong tương lai, nơi mà mọi người dân đều có cơ hội để phát triển và đóng góp cho sự thịnh vượng chung. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình, cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.